có một người chuyển đi Hạ Long ấy. Vâng. Trời, chính là cuối cùng mà thi thoảng ngồi vẫn nhắc đến Phương Vân luôn luôn mất. Phương Vân luôn buồn cười lắm. Cứ bảo Thu. Trời hạ chân xuống cái tay xuống cho mình cái hôm chia tay cố cơ. Rồi tặng quà ấy, rồi bà đứng lên bà nói là chú như khóc ấy. Rồi dạy đấm đó. Thở ra chị đứng chưa. Bà chân ngắn thấy cái cô kia sang Hạ Long cũng vẫn nhớ lắm. Thở ra chó nữa này. Tiếc. Bảo chị là thích chân trái đứng lên hai tay bên em. Chỉ cho một cái lớp để đi tập ấy. Thở hai tay ra ngang sang bên. Thế chị chỉ cho cái đứa bạn chị. Thế bà hạ tay trái tập được hai buổi. Thở hạ tay phải lên tay trái nhìn ra đây. Và nhắn tin chị. Thế bà hai tay bên sang lại sang. Không giống cô giáo mình đâu. Không giống cô giáo mình được đâu. Cái cao hai chân đưa hai tay cứ chết thôi. Cô nghỉ thôi tập lại cô. Thở hạ tay trái lên tay phải chị. Không giống cô giáo mình. Thế nên gần chân đến sau ấy chị. Thở bước chân trái chân chân phải. Tùy hai cuối hạ lưng sơ phải. Cô cứ đi tập đi chị còn chị nó không tốt chỗ nọ lắm tốt chỗ kia. Ừ. Vâng con xin hứa. Thở hạ chân xuống ép vai chân cũng mình không không giống cô giáo mình cười cười những chết cứ vào cho phải tấm khoáng. Thở ra chịu bố chi cứ vào chuyện không gắn ấy. Thở ra chó vẫn hình chảy như con kiều ấy thế. Chân phải bước lên hai tay nhưng căng nó đi xuống dưới chỗ cái dịu cái tập ấy. Thở hai tay lên dưới cổng chung ấy. Cứ vào tay phải. Thở ra hạ tay trái sang này. Cứ vào hai tay bên căng này sang cứ bảo nó vậy. Thở thả gối chân dài cứ quả chị Phong mở và mở lớp tập đi cho con về chứ. Cứ vào chân hai tay tập như này cái chán.